Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn nói về mean and average. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy là trong những cái gọi là app tính thời gian cho Rubik thì các bạn sẽ thường thấy là chữ out 5, chữ M, O, xong rồi chữ 5 này, số 5 này. Thì vì những chữ này nó viết tắt cho chữ nào? Chữ out 5 này nó viết tắt cho chữ average of 5. Còn cái chữ MO5 này là viết tắt cho chữ mean of 5. Vậy hai cái này nó có nghĩa là như thế nào? Thì nếu mà các bạn nào mà có gọi là học toán mà tiếng Anh đồ rồi thì các bạn sẽ biết là hai cái average với lại mean mà trong một bài toán tiếng Anh thì nó đều có nghĩa là tìm trung bình cộng. Tìm trung bình, đó. Thì nhưng mà trong Rubik thì hai cái này nó lại cho các bạn hai cái kết quả khác nhau. Vậy tại sao nó lại bị cái này ha? Rồi. Thì đầu tiên mình sẽ nói về mean of 5 trước. Mean of 5 có nghĩa là các bạn sẽ cộng hết tất cả thời gian 5 lần giải Rubik của các bạn cộng lại với nhau. Thì đây mình sẽ làm cho các bạn xem ha. Rồi mình chia cho 5 là mình tìm trung bình của năm cả 5 lần giải luôn. Thì mình sẽ có cái số là 12.97. Đó. Rồi average nó khác mean ở một chỗ là average nó chỉ tính thời gian 3 lần giải của các bạn thôi. Nó sẽ bỏ cái lần giải tốt nhất của bạn và lần giải tệ nhất của bạn, sẽ bỏ hai cái lần giải này ra. Và nó chỉ tính cái thời gian gọi là chính giữa thôi, nó không có tính cái thời gian gọi là tốt nhất và thời gian tệ nhất của bạn, nó sẽ bỏ hai cái này ra. Thì là mình sẽ tìm trung bình của 3 lần giải của mình thôi. Đó. Thì mình có là cái đáp án mình là 13.31. Thì 13.31 mình sẽ làm tròn là luôn là 13.32. Thì nếu mà các bạn thi những cuộc thi như là WCA thì họ sẽ dùng cái cách tính là average of 5 chứ không phải là mean of 5. Họ chỉ có mean of 3 thôi. Là có nghĩa là dành cho những cái gọi là những cái big cube, ví dụ như là 6x6, 7x7 rồi á. Thì những cái cuộc thi nào nó không có thời gian nhiều thì họ chỉ cho bạn làm khoảng chừng 3 solve thôi. Thì lúc đó thì họ sẽ tính cái là cái mean of 5, có nghĩa là thời gian của 3 lần giải. Còn nếu mà các bạn được giải 5 lần thì mình chắc chắn là họ sẽ tìm cái average of 5 chứ không phải là mean of 5 ha. Nên là cái cách tính này thì mình nghĩ là nó cũng rất là có ích cho những bạn nào mà gọi là cần tính cái kết quả thi WCA của các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ tính average of 5 chứ không phải là tính mean of 5 nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.